ông Biden bị đồng minh phản bội. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Tổng thống Zelensky tiếp tục nhận phải những đả kích từ các đồng minh. Đồng thời ông ấy đang phạm phải một sai lầm ngoại giao nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình của Ukraine. Và thông tin nóng hổi nhất mà chúng ta cần phải phân tích trong video ngày hôm nay đó là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với sự quay lưng của các đồng minh trong đảng của mình. Vậy, liệu ông ấy có thể vượt qua được những trở ngại này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết ngay sau đây. Nga, các đất yết hầu tại Vuleda tập trung tấn công Kokov và Torres. Ngày hôm qua 18 tháng 7, lực lượng Ukraine thông báo rằng họ vẫn đang duy trì ở các đầu cầu thuộc tả ngạn sông Dnipr, thuộc vùng Kherson. Tức là họ đã xác nhận là họ đang đóng quân tại đầu cầu Krynky. Thông tin này được vô công bố lấy nguồn tin từ cục an ninh Ukraine trong các cuộc giao tranh tại khu vực này Ukraine đã mất 1.050 người bao gồm 788 người mất tích và 262 quân nhân Ukraine thiệt mạng tương đương với tổn thất 4 người mỗi ngày tuy nhiên các chuyên gia phân tích quân sự của Ukraine phớt lờ những thông tin trên mà họ khẳng định rằng đầu cầu Green Key đã bị bỏ rơi kênh Deep state của Ukraine đưa tin toán binh sĩ Ukraine cuối cùng rút lui khỏi tả ngạn vào tháng 6 và đã tổn thất nặng nề. Họ cho biết vào ngày 17 tháng 6, nhóm binh sĩ Ukraine bị kẹt lại tại đầu cầu Krynky đã thiệt mạng vì bom rơi trúng nơi trú ẩn. Dù vậy, Kiev vẫn giữ nguyên ý định tấn công vào các khu vực khác thuộc vùng tả ngạn Dnipro. Hiện tại thì quân Nga đang tập trung đáng kể nhân lực tại đây, đặt ra những vấn đề nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine. Kênh Deep State tin rằng, theo thời gian, quân Nga sẽ chiếm đóng hầu hết các hòn đảo ở giữa lòng sông. Thậm chí, các nhà phân tích Ukraine còn lo ngại rằng người Nga có thể đang cố gắng để tạo ra một đầu cầu ở hữu ngạn. Ngoài ra, còn tiết lộ rằng hầu hết các mệnh lệnh giữ vững đầu cầu Green Krynky của Ukraine đều liên quan đến tướng Sodo, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine vừa bị sa thải. Có thể nói rằng đầu cầu Green Krynky là địa ngục đối với binh sĩ Ukraine. Hầu hết những người chịu trách nhiệm sơ tán đều nói rằng việc bảo vệ nơi này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với nguồn lực hạn chế. Và kể từ cuối mùa đông năm ngoái thì việc cố giữ đầu cầu này đã trở thành con đường một chiều đối với lính thủy quân lục chiến Ukraine. Các thuyền xuồng cố gắng vượt qua con sông tới tả ngạn thì hầu hết đều bị UAV hoặc là bom của quân Nga đánh chìm. Các hoạt động viện trợ và giải cứu không thể cứu được những người bị thương rơi xuống dòng sông. Còn những ai đã vượt qua được con sông này thì tiếp tục bị hỏa lực của Nga tấn công. Nhiều binh sĩ bị thương nặng đã nằm suốt 10 ngày tại làng Krinky để chờ được di tản. Trong các chuyến sơ tán thì số người chết cũng lên tới hàng chục người. Theo kênh Strana của Ukraine, hàng trăm người thân của các binh sĩ Ukraine mất tích ở Green Key đã sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm tùng tích của thân nhân. Theo lời kể của những người này, các chỉ huy lực lượng Ukraine nói với họ rằng con trai hoặc là chồng của họ đã mất tích và thi thể của họ vẫn chưa được tìm thấy. Còn đồng đội tại chiến trường thì kể rằng họ đã nhìn thấy binh sĩ xấu số đó nhưng họ không thể đưa được thi thể trở về nhà bởi vì tả ngạn đã bị hỏa lực của quân Nga phong tỏa. Bất chấp những bằng chứng này, nhiều người mất tích chưa bao giờ được Kiev chính thức công nhận là đã chết, không chỉ tại khu vực Green Key mà còn ở các khu vực khác của mặt trận, thì lực lượng vũ trang Ukraine càng ngày càng bị chỉ trích vì tổn thất cao. Còn ở phía nam vùng Donetsk, lực lượng Ukraine lần đầu tiên chính thức xác nhận việc đã rút quân khỏi làng Urozhane. Quân đội Nga cũng đã tiến vào Kalinovka, phía bắc trà -Gia, Với việc kiểm soát được hoàn toàn phần phía đông của Kalinovka, nằm sát kênh lực lượng Nga có triển vọng sẽ tấn công thọc sườn vào các khu vực phía bắc của Chasovya. Tình hình của lực lượng phòng thủ Kiev đang xấu đi rất nhanh chóng. Theo hướng Vodyane thuộc khu vực Voleda, Nga đã tiến thêm được vài km và cắt đứt tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa Voleda và Konstantinovka. Theo hướng Torres, các đơn vị chiến đấu thuộc nhóm quân trung tâm của Nga đã tập kích các điểm bắn của đối phương bằng máy bay không người lái và mở ra một cuộc tấn công vào sâu tuyến phòng thủ của Ukraine. Nga hiện tại cũng đang tập trung rất nhiều nhân lực vào khu vực Pokov. Họ đã nỗ lực nhiều lần để đánh bật quân phòng thủ Ukraine ra khỏi các vị trí cố thủ. Họ còn đạt được những thành công ở Novoselivka Pesa và Lozuzbaka. Ở mặt trận vô theo hướng Kharkov, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy hoàn toàn cây cầu phía nam bắc qua con sông Vochia, nơi được cho là được sử dụng để vận chuyển quân tiếp tế của Ukraine. Bây giờ đây, các binh sĩ Ukraine chỉ có thể vượt qua con sông này bằng thuyền. Ngày hôm qua, thì Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố đã đẩy lùi được cuộc tấn công hỗn hợp vào Crimea. 33 máy bay không người lái, 10 tàu hải quân không người lái đã bị tiêu diệt. Ukraine chán nản khi NATO tuyên bố không cho phép Ba Lan chặn tên lửa của Nga. Một trong những khía cạnh được đưa tin nhiều nhất về hiệp ước an ninh giữa Ba Lan và Ukraine mới được ký kết. Đó là Ba Lan đã đồng ý thảo luận về việc đánh chặn tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Nhưng mà điều đáng lưu ý đó là ba lan sẽ chỉ thực hiện được điều này với điều kiện nato cho phép tuy nhiên tổng thư ký nato sắp mãn nhiệt stoltenberg vừa tuyên bố rằng nato phản đối kế hoạch này với động thái mới nhất của nato này chính quyền kiev có thể sẽ cảm thấy chán nản ông zelensky trong một cuộc họp báo với thủ tướng ba lan vào hồi tuần trước đã từng rất tự tin rằng điều khoản này sẽ thành hiện thực đến tận một ngày trước khi có bình luận của tổng thư ký stoltenberg thì ngoại trưởng ba lan sikorsky một trong những người theo chủ nghĩa diều hâu chống Nga khét tiếng nhất của EU, vẫn còn bày tỏ sự tự tin về tính khả thi của điều khoản này và tuyên bố rằng Ba Lan vẫn đang xem xét ý tưởng. Có thể thấy một điều rất rõ ràng đó là điều khoản cho phép Ba Lan đánh chặn tên lửa Nga được đưa vào hiệp ước an ninh giữa hai nước chỉ là một cách để xoa dịu chính quyền Kiev. Và ai cũng hiểu rằng Vác sẽ không bao giờ hành động đơn phương theo đề xuất đó. Tuy nhiên, Việc giới lãnh đạo NATO từ chối bật đèn xanh cho Ba Lan đánh chặn tên lửa của Nga cũng cho thấy khối này đang tự kiềm chế ở một mức độ nhất định, mặc dù đó là hành động chỉ vì lợi ích của mình chứ không phải là vì bất kỳ cái gọi là trách nhiệm quốc tế nào cả. Còn riêng đối với Pháp và Ba Lan, họ nói rằng họ vẫn có quyền đơn phương đưa quân can thiệp trong một số điều kiện nhất định. Nhưng mà vẫn chưa rõ là liệu họ có thực sự dám làm điều đó hay không nếu như Nga đạt được bước đột phá về mặt quân sự. Tất nhiên Việc NATO không cho phép Ba Lan hành động vào thời điểm này không có nghĩa là họ sẽ giữ nguyên ý định đó vô thời hạn. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy là một số nhân vật NATO vẫn còn giữ được thái độ điềm tĩnh đằng sau hậu trường. Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tới London để tham dự hội nghị thượng đỉnh dành riêng cho an ninh châu Âu. Ở đó thì ông đã gặp lại cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Zaluzny, và hiện tại đang là đại sứ Ukraine tại Anh. Một lần nữa thì ông ấy kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga ông nói như sau: chúng ta càng có ít hạn chế hơn trong việc sử dụng vũ khí hiệu quả, thì nga sẽ càng tích cực nỗ lực vì hòa bình. Nơi các máy bay mang bom của nga cất cánh tấn công các thành phố của chúng ta và những địa điểm phóng tên lửa của nga, tất cả những nơi này cần phải bị phá hủy. Ông Zelensky cũng chỉ trích mọi nỗ lực đàm phán hòa bình sau lưng Ukraine, tức là ông đang ám chỉ đến thủ tướng Obama đã đến thăm nhà lãnh đạo Putin. Ông nói như sau: nếu như ai đó ở châu Âu cố gắng giải quyết các vấn đề sau lưng người khác hoặc thậm chí là gây tổn hại đến người khác. Nếu như ai đó muốn thực hiện một số chuyến đi đến thủ đô chiến tranh để đàm phán và có lẽ hứa hẹn điều gì đó chống lại lợi ích của chúng ta hoặc gây tổn hại đến Ukraine hoặc các quốc gia khác, thì tại sao chúng ta phải cân nhắc đến một người như vậy? EU và NATO cũng có thể giải quyết mọi vấn đề của họ mà không cần đến cá nhân này. Cần phải nhắc lại là hiện tại cả Mỹ và Anh đều không cho phép tên lửa tầm xa của họ bắn sâu vào trong lãnh thổ Liên bang Nga. Họ lo ngại có thể dẫn đến leo thang xung đột trực tiếp với Nga. Họ chỉ cho phép Kiev tấn công vào các khu vực biên giới và mối đe dọa về một cuộc đụng độ như vậy vẫn khiến cho các chuyên gia quân sự NATO phải lo ngại. Để xoa dịu sự thất vọng của Kiev, các nước NATO trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua tại Washington một lần nữa hứa hẹn là sẽ để cho Ukraine trở thành thành viên của khối một ngày nào đó. Những lời hứa kiểu này tiếp tục kéo dài chuỗi hy vọng hão huyền của Ukraine. The Politico vào hôm 18 tháng 7 đã chỉ ra một thực tế rất nghiệt ngã đó là bất kỳ một kịch bản nào có thể xảy ra đối với việc Ukraine gia nhập khối đều đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan rất khó giải quyết. Tức là Ukraine không thể được kết nạp vào gia nhập NATO trong khi vẫn đang còn chiến tranh với Nga. Đặc biệt, điều đó sẽ ngay lập tức đẩy NATO và Nga vào một cuộc khủng hoảng hạt nhân. Hơn nữa, bất kỳ một cam kết bảo vệ Ukraine nào của NATO trong tương lai cũng sẽ không phải là một biện pháp ngăn chặn đáng tin cậy. Bởi vì Mỹ, quốc gia chủ chốt trong NATO đã nói rõ ràng rằng họ sẽ không chiến đấu hoặc mạo hiểm chiến tranh với Nga chỉ vì lợi ích của Ukraine. Tờ Politico tin rằng chính việc Ukraine cứ mong muốn trở thành thành viên NATO mới là nguyên nhân chính để thúc đẩy cuộc chiến. Ngoài ra, việc Kiev cứ nhất mực phải tìm cách buộc Moscow trả lại các vùng lãnh thổ của họ được các nhà phân tích bình luận phương Tây cho là không thực tế. Theo quan điểm của tờ báo này, đối với Ukraine, tốt hơn hết là chính quyền ông Zelensky nên phòng thủ và bắt đầu đàm phán. Còn đối với phương Tây, việc tiếp tục chiến tranh là một hành vi tự sát. Ukraine phạm sai lầm lớn khi chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Ấn Độ là một quốc gia đông dân nhất thế giới. Tiếng nói của họ là có trọng lượng với các quốc gia ở châu Á và Mỹ là tình. Đồng thời là một cường quốc có vai trò then chốt trong sự cân bằng toàn cầu giữa tất cả các bên. Cho nên, việc làm mất lòng Ấn Độ như Tổng thống Zelensky đã từng làm sẽ phá hỏng kế hoạch của Ukraine nhằm tạo ra sự ủng hộ rộng rãi hơn cho mục tiêu của đất nước mình. Ở cương vị nguyên thủ quốc gia thì nhẽ ra Tổng thống Zelensky nên tiết chế hơn về ngôn ngữ khi chỉ trích một cá nhân đồng cấp với ông. Tuy nhiên, ông ấy đã công khai chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Modi khi ông này có chuyến thăm tới Moscow vào tuần trước bằng cách đăng những dòng trạng thái trên X rằng Thật nản lòng khi thấy một nhà lãnh đạo của nền dân chủ lớn nhất thế giới lại ôm một tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới tại Moscow. Bởi vì dòng trạng thái này mà Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã phải triệu tập đại sứ Ukraine. Phía Ấn Độ nói rõ rằng những lời lẽ như vậy không được hoàn ngành, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Modi đã nói trực tiếp với Tổng thống Putin về sự mất mát sinh mạng trong mọi cuộc xung đột là đáng tiếc, và rằng việc kết thúc chiến tranh là cần thiết. Đương nhiên là về phía Ukraine và phương Tây thì họ có lý lẽ riêng của mình. Họ cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine là một trận chiến khốc liệt giữa một bên đại diện cho nền dân chủ và một bên đại diện cho chế độ độc tài và cuộc chiến không liên quan gì đến các vấn đề an ninh và lợi ích quốc gia như Nga tuyên bố. Nhưng, hai năm rưỡi đã trôi qua và chính quyền Tổng thống Zelensky đã nhận ra một cách muộn màng rằng họ không chỉ cần phương Tây hỗ trợ mà còn phải cần nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia trung lập nếu như Ukraine muốn có hy vọng gây ra được sức ép buộc Nga thỏa hiệp. Và điều này càng được minh chứng rõ ràng hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ. Kế hoạch của ông Zelensky đã thất bại khi mà các quốc gia như là Ả Rập Xê Út, Ấn Độ, Nam Phi đều yêu cầu là phải có sự tham gia của người Nga. Tổng thống Zelensky đã thông báo vào đầu tuần này rằng bốn cuộc đàm phán nữa đã được lên kế hoạch trước tháng 12, với ít nhất là hai cuộc trong số đó diễn ra tại Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hai quốc gia có thiên hướng ủng hộ Nga. Do đó, Tổng thống Zelensky đáng ra nên suy nghĩ một cách cẩn thận hơn trước khi có ý định xúc phạm nhà lãnh đạo của Ấn Độ. Bởi vì điều này sẽ làm giảm khả năng Thủ tướng Modi cử đại diện cấp cao đến các sự kiện đó. Đó là còn chưa nói đến việc muốn Ấn Độ ký vào bất kỳ một tuyên bố cuối cùng nào có lợi cho Ukraine. Cần phải lưu ý là Ấn Độ cũng đã từ chối ký vào tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ và tiền lệ này cho thấy rằng thái độ của Ấn Độ đối với Ukraine sẽ còn tệ hơn nữa. Nếu không có sự ủng hộ ít nhất là đến từ Ấn Độ, vốn là một quốc gia được phương Tây coi như là quốc gia có nền dân chủ lớn nhất trên thế giới, thì tổng thống Zelensky sẽ khó có thể nhận được sự đồng cảm của các quốc gia trung lập khác đối với mục tiêu của mình. Đảng dân chủ gây áp lực buộc tổng thống Biden phải từ bỏ cuộc đua tổng thống. Những lời kêu gọi tổng thống Biden hãy hủy bỏ nỗ lực tái tranh cử không chỉ ngày càng nhiều mà còn mạnh mẽ hơn. Ba quan chức hàng đầu của Đảng dân chủ là lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện là Hakeem Jeffries đã được cho là nói với ông Biden rằng chiến dịch tranh cử của ông ấy còn tệ hơn cả vô vọng. Bà Pelosi đã nhận định rằng Tổng thống Biden không còn con đường nào khác để chiến thắng và việc ông ấy tiếp tục ra ứng cử vào năm 2024 có thể làm mất đi cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện của Đảng Dân Chủ. Tờ Axios đưa tin, bà Pelosi đã yêu cầu cố vấn của Lầu Năm Góc Mike Donilon nỗ lực để thuyết phục ông Biden phải rút lui khỏi cuộc đua Tổng thống ngay trong cuối tuần này. Nhưng theo nguồn tin của CNN, Tổng thống Biden vẫn luôn khẳng định là ông có thể giành chiến thắng, đồng thời các cuộc thăm dò khiến cho ông ta hy vọng đây sẽ là một cuộc đua sát sao trong khi đó thì Politico viết rằng cựu chủ tịch hạ viện Pelosi không muốn kêu gọi ông ấy từ chức nhưng bà ấy sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo điều đó xảy ra tin tức về bà Pelosi xuất hiện ngay sau khi có thông tin lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer đã nói chuyện riêng với tổng thống Biden vào thứ bảy tuần trước và thuyết phục ông ấy rằng việc từ bỏ cuộc đua sẽ là điều tốt nhất cho nước Mỹ và đảng dân chủ ông Schumer cũng đã cố gắng để sử dụng các cuộc thăm dò ý kiến nhằm vẽ ra một bức tranh đầy ảm đạm về vị tổng thống 81 tuổi của mình. Và nhiều cuộc thăm dò quốc gia cho thấy tỷ lệ chênh lệch giữa ông Biden và ông Trump là tương đối hẹp. Nhưng mà điều đáng quan tâm ở đây đó là tại 7 bang chiến trường thì Trump đều đang dẫn trước. Ngay cả CNN cũng gần đây đã đưa ra những dấu hiệu để dự đoán rằng Trump có thể giành chiến thắng vang dội. Tất cả những điều này đã xảy ra vào một ngày được cho là rất khó khăn đối với ông Biden. Sau khi xuất hiện và phát biểu chậm chạp, yếu ớt trong buổi vận động tranh cử, nhà trắng thông báo rằng tổng thống Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và sẽ quay trở lại Delaware để cách ly trong khi vẫn thực hiện nhiệm vụ tổng thống của mình. Chưa hết, tờ Washington Post còn nêu đích danh người đã giật dây cuộc đảo chính Biden đằng sau hậu trường, chính là Barack Obama. Ông này đã nói với các đồng minh trong những ngày gần đây rằng, con đường dẫn đến chiến thắng của tổng thống Biden đã hẹp đi đáng kể và tổng thống cần phải xem xét nghiêm túc khả năng ứng cử của mình. Tin tức này đã thúc đẩy nhiều đồn đoán rằng phó tổng thống Kamala Harris sẽ nhận được đề cử của Đảng Dân chủ để ra đối đầu với Donald Trump trong cuộc đua vào nhà trắng sắp tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.